Dạ vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, một chiếc xe Audi Q5 vô cùng là đẹp, giá lại vô cùng là rẻ cho các bác nhà mình. Bác nào mà đang thích một mẫu xe gầm cao để đi chơi, rồi là nói chung là chiếc xe này thì trước nó rất là nhiều tỷ, rất là đắt đỏ, nhưng mà bây giờ giá trị sử dụng còn rất là nhiều, còn rất là đẹp, lại mới được bác chủ bảo dưỡng xong, thay lốp rồi là lên màn hình rồi là mọi cái luôn. Vâng, con này của em nó là Audi Q5. Con này nó là một cái bản cũng rất là cao rồi, bản full rồi. Giá rất là hợp lý, rất là yêu thương cho các bác nhà mình đang theo dõi kênh của em Khương. Màu này rất là sang sạch và đẹp này các bác này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đẹp như này mà chỉ có loanh quanh 500 triệu các bác nhà mình đã sở hữu được rồi ạ. Một mẫu xe quá là đẹp luôn. Vâng, form dáng của Audi thì là nó rất là bền. Cái form này thì đến cuối 2016 nó mới đổi một chút cái đèn trước và đèn sau. Còn đâu là về tổng thành form dáng thì nó cũng xem như vậy thôi, nó cũng không thay đổi quá là nhiều các bác ạ. Con này 2010 nhưng thời điểm đó đã được Audi là thiết kế phanh tay điện tử rồi các bác, mà những mẫu xe khác những thời điểm đó chưa có. Đã có phanh tay điện tử rồi này các bác này. Đấy. Vô lăng thì rất mới luôn nha các bác nhé. Đây. Vô lăng đây. Vô lăng zin nguyên bản, rất là mới và đẹp luôn. Đấy. Con này xe chạy của em nó chạy được hơn 9 vạn. 9 vạn năm thôi. Gương đã là gương điện hết rồi các bác nhé. Đấy. Và con này của em nó là trần, nó là cửa sổ trời toàn cảnh rồi. Đấy. Quay cho bác xem này. Đấy. Cửa sổ trời toàn cảnh rồi. Một bầu trời toàn sao rồi. Đấy. Rất là hiện đại luôn. Màn hình. Đấy. Android 2 mấy triệu. Đấy. Cho bác xem này. Các bác nhìn này. Một bầu trời toàn sao luôn. Đấy. Con này thì nó rất là nhiều công nghệ rồi, nhiều tính năng rồi, đổ đèo ngang dốc, rồi là nói chung là nhiều lắm. Con này nó là bản cao cấp nhất rồi các bác. Chất xe thì quá đẹp luôn. Giá tiền thì rất là hợp lý cho các bác nhà mình. Cái này vẫn chưa bóc ni lông được các bác này. Lốp sơ cua mới keng luôn, tem mác vẫn còn nguyên luôn ạ. Đẹp từng chi tiết nhỏ các bác nhá. Đảo chỉ bên đây ạ. Con này cốp đã cốp điện rồi các bác nhá. Các lỉ rất là đẹp luôn ạ. Lỉ rất đẹp luôn. Từng các chi tiết tiểu quyết luôn ạ. Bác chủ rất là giữ xe đây. Gầm thì miễn chê rồi các bác nhá. Gầm đây. Bô bèo trắng tinh luôn. Các bác nhá. Bô bèo trắng đẹp. Đèn đóm nét căng.
3.000 đây. Đèn bóng nét căng luôn. Một dàn nốt Michelin. Đấy, còn dẹp đẹp dày luôn bác ạ. Đây. Vâng. Mua những chiếc xe cũ, những cái yếu tố lốp lát nó cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Các bác nào mà mua những chiếc xe mà bác chủ bác chịu khó bảo dưỡng, chịu khó thay thế từ lốp rồi là mọi cái, thì các bác là người dùng sau sẽ là người mà được hưởng những cái quyền lợi rất là nhiều. Nhiều bác mua xe mà lốp về các bác chủ không chịu thay, nó mòn hết rồi, mòn hết rồi về lại phải vứt vào mười mấy 20 triệu nữa thì cũng rất là quá tội luôn. Đèn đóm rất đẹp luôn các bác nhé. Đèn đóm nét căng luôn đấy ạ. Không có ố mờ hay xước sát gì đâu ạ. Đèn đóm nét căng luôn. Con này bản hai cầu dẫn động bốn bánh toàn thời gian luôn. Rẻ như trò các bác ạ. Đây mới là mẫu xe mà đáng để đi nhất này các bác này. Audi thì dáng nó rất là bền, nó không bị mất dáng. Tất cả mọi cái nội thất rất mới đẹp luôn. Từ cái vân gỗ đây các bác này. Vẫn bóng lử luôn. Từ các cái khóa mở cửa này cũng vậy này. Nó đều thể hiện là một chiếc xe mà rất là đẹp. Từ các cái phần ốp gió điều hòa này. Biểu tượng là Quattro dẫn động 4 bánh toàn thời gian của thương hiệu Audi. Hai cái chỉnh điện hết rồi. Da zin nguyên bản các bác nhé này, vẫn còn càng đét luôn này. Bộ ghế còn nguyên bản, đẹp căng luôn. Các nút phím đây, các bác nhìn đây rất là mới luôn. Nó không bị bong chóc gì cả. Cổ số nguyên bản các bác nhé. Cổ số này nguyên bản luôn. Con này nó có sấy ghế này. Sấy ghế này, điều hòa auto là đương nhiên rồi. Độ đèo ngang dốc này. Các chức năng chống trơn chống trượt mọi cái luôn. Vâng, lại còn được lên một cái màn hình rất là đắt tiền. Con này có cả cruise control, ga tự động hết rồi các bác nhé. Vô lăng zin nguyên bản này, các bác nhìn đây. Mắt thường các bác nhìn nó rất là mới đúng không ạ? Ghế này cũng vậy này. Pháp ly cực đẹp rồi. Trần nhớ cũng vậy. Một dàn loa bầu các bác nhé. Loa bầu các bác này. Tất cả mọi chi tiết hoàn hảo luôn. Da ước là cực đẹp luôn. Da nhựa rất là mới luôn. Đây các bác nhìn từng cái gang trong này. Xe em chưa dọn gì đâu, vẫn đang bẩn đây. Nhưng mà cái xe đã có cái cốt rất là đẹp rồi. Ghế viết này các bác nhìn này. Các chi tiết rất mới luôn. Đây. Các bác nhìn này. Các chi tiết rất mới. Phần nhựa ghế đây rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Từ cái phần da ghế này cũng vậy.
Một chiếc xe rất là vừa tiền, giá cả rất là hợp lý cho bác nhà mình. Ghế quá đẹp luôn. Cửa thì chắc lịch rồi. Trước hơn 3 tỷ đồng đấy các bác ạ. Con này là bản full hơn 3 tỷ đồng. Nhưng bây giờ nó quá là rẻ rồi. Rẻ như xe cỏ luôn. Em nó vẫn còn lung linh như trong tranh luôn. Này các bác này, tất cả mọi cái da ước còn đẹp nguyên luôn ạ. Vẫn đẹp nguyên luôn. Ghế ghét đây ạ. Từng các đường chỉ may. Cửa thì quá chắc rồi. Cửa cực chắc luôn rồi. Các chi tiết phần gỗ vẫn còn mới keng luôn ạ. Nhớ hai vị trí nhớ ghế này các bác này. Từng các nút phím vẫn còn đẹp long lanh luôn. Đèn thì auto hết rồi các bác nhé. Ga cruise control, ga tự động. Các quang này, các bác nhìn này. Quang nghiêng rất là mới luôn. Ghế lái đây các bác này. Đẹp xuất sắc luôn. Vâng, cái xe đi nhiều đi ít các bác cứ nhìn cái vô lăng là ra thôi. Vô lăng zin nguyên bản. Nó còn đẹp như này đấy các bác ạ. Xe máy móc cực êm luôn, gầm bệ cực chắc luôn. Con này thì đã được bác chủ bác ấy mới bảo dưỡng rồi. Cho nên là tình trạng xe chạy cực phê, cực sướng luôn, im phắc luôn. Này các bạn này, đừng các tem mát nhé. Lét căng luôn. Củ phanh ABS đây. Sáng trưng luôn. Con xe thì rất tươi các bác nhé. Xe cực tươi luôn rồi. Con xe cực tươi luôn, từng các con ốc các bác có thể quan sát, nó rất là đẹp. Từng các chi tiết đây. Chưa tháo vặn, mở mông gì các bác nhé. Máy móc cũng vậy. Lập cho bác xem máy này. Từng các thanh ràng này các bác nhé. Từng các thanh ràng đều rất là đẹp luôn. Máy móc thì rất là tươi rồi. Zin đét hết các bác nhé. Máy móc zin đét hết luôn. Các chi tiết là sáng đẹp luôn các bác nhé. Xe rất tươi luôn. Bác nào mà đang thích Audi mà Q5 thì gặp chiếc xe này của em thì nó là chấm hết con gà tổ luôn rồi. Nó quá đẹp luôn rồi. Cả mọi cái zin đét và rất đẹp luôn. Vâng, thì vừa rồi em Khương cũng đã lên sóng một chiếc Audi Q5 sản xuất 2010, một chiếc xe bản full tuyệt đẹp luôn. Máy móc tất cả mọi cái zin đét đẹp từng cm. Thì bác nào quan tâm thì alo cho em theo số hotline 0833 119999 các bác nhé. Vâng, và chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán với mức giá là 520 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em các bác nhé. Và cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.